Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của xcn.vn. Hôm nay mình làm cái video clip này thông báo với mọi người biết rằng là bên mình vừa về một cái lô hàng cân mới. Riêng cái lô hàng này nó chỉ về cân có 1 kg thôi. Và sau khi mà mình mở từng cái cân ra để mình test á, thì trong cái lô hàng này nó có 3 cái cân bị hỏng. Đó. Không phải cái lô hàng nào nó cũng hoàn mỹ, không phải cái sản phẩm nào nó cũng hoàn mỹ hết mọi người ha. Hàng lỗi thì có rất nhiều, nhưng chủ yếu là cái đơn vị kinh doanh, cái đơn vị bán giống như mình á, có mở từng cái ra để kiểm tra, để test hàng trước khi giao hay không ha. Riêng với bên mình á, là khi mà hàng về là bên mình luôn mở từng cái ra để kiểm tra, test hàng cho mọi người. Đó, hàng nào hỏng thì mình bỏ riêng ra để mình trả về, còn hàng nào tốt thì mình mới bán ha. Đây, ví dụ như ba cái sản phẩm này nó bị hỏng như này nè, mở này ra ha. Đó, mọi người thấy cái này không, tình trạng này không, đó nó bị xê dịch này nè, thì cái này là bị lỗi nè, lỗi ngay từ cái khâu sản xuất đó. Thì với những cái sản phẩm như vậy á, là mình không bao giờ mình bán ha, mình phải trả về đó. Có nhiều người á, không có làm công việc là test từng cái trước khi giao, thì thành ra là khi mà giao sản phẩm đến tay khách hàng cầm lên, khách hàng thấy ôi sản phẩm bị lỗi rồi, khách hàng la làng đó, nó rất là phiền phức ha. Thì những ai mà làm ăn uy tín á, thì sẽ trả lại, đổi lại cho khách. Nhưng mà những ai mà không uy tín á, thì người ta bỏ luôn đó. Người ta im luôn đó, không phản hồi với khách hàng đó. Cái này cũng bị lỗi tương tự như vậy nè, và cái kia cũng tương tự như vậy luôn đó. Còn riêng cái cân này nữa nè, có cái cân này nữa. Cái cân này thì nó không có bị lỗi nhiều, cho nên là mình để riêng một bên đó. Với cái cân này á, nó bị lỗi này. Ở trên màn hình nè, nó có một cái đốm màu đen đen đây đó. Thì với cái cân này mình cũng không có bán luôn, không bán, tuyệt đối là không bán ha. Mình sẽ trả về luôn chứ không có bán. Thì cái này, tình trạng lỗi này nó chỉ lỗi có một cái đốm đen ngay chỗ của màn hình thôi, nó không có gì ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái cân. Nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì mình vẫn không có hài lòng cho lắm, cho nên là mình sẽ trả luôn chứ mình không có lấy cái cân này để giao cho khách hàng ha. Có thể với nhiều người bán hàng khác thì họ sẽ lấy cân này giao cho khách hàng luôn, nhưng mà với mình là mình không bao giờ làm công việc này ha. Những cái gì mà mình thấy không ý, không hài lòng là mình không bao giờ giao. Ngay cả bản thân mình cũng vậy ha. Khi mình đi mua hàng, nếu mà gặp phải những tình trạng mà cái cân bị lỗi hoặc là nó bị như thế này là mình cũng không có hài lòng. Với cả bản thân mình nó đã như vậy rồi, thì với những khách hàng khác cũng tương tự như vậy thôi. Nó không ai mong muốn mua một cái sản phẩm mà nó bị lỗi hoặc là nó bị mất thẩm mỹ cả ha. Cái video clip này mình chỉ làm đơn giản ngắn gọn như vậy thôi để khoe với mọi người, để cho mọi người biết rằng là bên mình vừa về một cái lô hàng mới ha, để cho những ai mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình để đặt mua một cái cân ha. Và nếu như mọi người thấy thích video clip này thì nhớ bấm nút like, share lên cái kênh để ủng hộ giúp mình mọi người ha. Nếu như mọi người muốn mua những cái cân này thì mình có để một cái đường link trong phần mô tả video clip, mọi người click vào đó sẽ dẫn mọi người đến trang mua hàng. Cũng như nếu như mọi người muốn xem giá của sản phẩm thì mọi người có thể xem giá trong phần title hoặc xem giá trong phần mô tả của video clip luôn ha. Rồi, video clip này mình kết thúc đây mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhớ like, đăng ký kênh và bấm chuông nhé.